Hello, xin chào các bạn đã đến với mua bán bonsai. Hôm nay mình sẽ bán cây mai này giá rẻ có 500 ngàn thôi, chỉ duy nhất hôm nay. Ai comment đầu tiên được thì nhắn tin cho mình. Hay cây mai là giữ nó nụ ở đây, có nụ, đó, có nụ bài bản này thôi, có gốc này. Gốc đã nha, 500 ngàn thôi mà. Đây là mai cục bi, mai cục bi. Đó. Nụ hết rồi, nụ đi giữ tới chờ tới Tết lặt lá là ra bông thôi. Anh lấy 500 ngàn thôi đó nghe. Ai gọi điện thoại trước được nghe. Nè em đi hết đó. Nó góc này góc đỏ cho này. Góc già cú đi. Góc to quá luôn. 500 ngàn là không có bao chậu nha anh em. To. Mê luôn. Cây 500 quá rẻ. Ai gọi trước được thì bye bye.